là cúng vô bên hội tô là phải mình chị phải cắt cổ. Cái chị nói như thế nào thì mình đâu có cắt đâu, thôi giờ cắt con mình mà kệ đi. Cái chị rồi chị cắt luôn, chị cắt luôn chứ giờ làm sao. Cái ông thầy mới nói là như kiểu cúng heo quay giờ là có 3 triệu mấy thôi. Với trái cây đồ đồ bông hoa đồ gì kia nọ đó cũng xém xém 4 triệu thôi. Cái chị mới nói như kiểu vậy, gia đình không có tiền, giờ có nhiều lo trong túi hết trơn rồi gì đó. Đây là những hình ảnh mà Tú và ba của mình cách đây 2 năm về trước. Và ngày hôm nay, Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để chia sẻ với cô chú anh chị về bệnh tình của Tú. Theo chẩn đoán của y bác sĩ á, thì Tú mang trong mình một cái căn bệnh, đó là căn bệnh bại não. Và chị Dứa chia sẻ rằng á, Tú mắc căn bệnh đó là một trong những cái căn bệnh di truyền. Nhưng vài ngày trước đây á, thì chị Dứa nhận được một cái cuộc gọi từ một người lạ mặt tự xưng là thầy, cho rằng Tú mắc một cái căn bệnh tâm linh và yêu cầu á, chị Dứa phải chính tay của mình làm thịt cắt cổ con gà đó để cúng mong cho Tú hết bệnh. Nếu như á, thiên giảm á, thì cúng thêm một con heo quay. Ở đây thì Bùi Hồ chia sẻ cái câu chuyện này để cho mọi người có thể hiểu thêm rằng tâm linh á, là một cái câu chuyện hiện hữu và có thật trong cuộc sống. Có những bệnh nhân đã thành tâm khấn vái về một điều gì đó và đã hết bệnh. Tuy nhiên, tâm linh nó khác hoàn toàn với lại mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan là một điều gì đó mà mình cần phải cảnh giác, vì biết đâu đó rằng mình sẽ là nạn nhân trong chính cái câu chuyện đó. Chẳng hạn như nhà của Tú không có tiền, thì tiền đâu để làm mua heo. Và để hiểu thêm rõ về vấn đề đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vô nhà của Tú để nghe chị Dứa, mẹ của Tú chia sẻ về cái câu chuyện này nha. Em chào chị ha. Chào. Thì hôm nay em trở lại đây á vì một cái lý do nó rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là thăm tình hình sức khỏe của Tú. Thì hiện nay Tú như thế nào hả chị ha? Nó vậy đó. Có đêm miệng kia nó phát nó giật quá trời luôn. Tính cả đi dầm bệnh viện nữa rồi. Cái chị ngồi sao mà tha dầu bóp cho nó chút sau nó tỉnh lại. Nó bớt giật lại. Thấy không? Thế rồi ông ơi quá trời con giật rồi. Đâu dắt 3 giờ mấy. Tính tóc chạy nữa rồi. Cái sao mà bớt nó dịu dịu lại chút. Hôm ngày có đoàn thiện nguyện nào ghé thăm nhà mình không chị? Không. Có người ta thì người ta hỏi với người ta cho được người 500 với người 300 với người được 1 triệu. Là được 1.8 triệu nữa. 1.8 triệu. Liên chục cái gạo. Liên chục cái gạo. Ở đây ở Cà Mau mình luôn ha? Ở đây. Gần gần xóm này. Gần. Không ở xóm này mà ở xóm chồng xã Đình Thành trong kia. Người ta xem cái đoạn clip. Xem đoạn clip đó người ta nhiều người điện hỏi thăm lắm. Rồi có cái chị kia sáng điện hỏi thăm ở đâu ta? Cái gì mà Phan với chị Ngọc gì đó mà chỉ điện bệnh mà người ta nói sao người ta không rút. Tôi điện hôm mà chị không hay. Sáng chị điện lại nữa. Ở ngày thì có đoàn có mạnh quân nào điện cho chị để hỗ trợ cho Tú thêm không? Không. Ở đây sao người ta không xuống nè. Có quân thì ấy nhìn xuống đây có duyên cái gì chứ ở đây thì sao quá à. Người ta ở trên kia từng tháp thì còn người ta không xuống đây. Trước đây thì em gặp được một cái tấm hình của Tú lúc trước cùng với anh ở trong một cái phòng trọ hay như thế nào đó mà có một cái miếng nệm thì là rất là nhỏ luôn. Đúng rồi, phòng trọ đó. Dạ. Đem cho chị coi phải. Đem cho chị coi ha. Đây, đây là mọi người, đây là hình ảnh của Tú với lại anh Thích. Lúc đó thì cái căn bệnh của Tú thì nó không có giống như bây giờ mà Tú có thể ngồi được luôn. Đúng. Dạ, đây. Đúng rồi, không đó ở đậu nhà ngoại đó. Ở đậu nhà ngoại hả? Ừ, vậy là bị ngoại không cho ở. Lúc này là còn ngồi được. Còn ngồi được. 2 năm mấy hả? Lúc đó là 2 năm mấy. 2 năm mấy trước hả? Ừ. Chỉ ốm lại thôi đúng không? Ốm lại thôi nó ngồi được. Ừ. Nó còn lết ra nó đi tiểu bô ngồi qua một bên được. Ừ. Đây hôm ngày em nghe nói là có những ông thầy để hỏi thăm để trị bệnh cho Tú. Khi có những cái thầy thì lại trị nói Tú là bị bệnh về tâm linh. Thì có thầy thì lại nói là để
bấm huyệt. Thì em nghe được một cái thông tin rằng á, là có một thầy là kêu mình cúng heo quay, cúng gà, cúng heo quay. Và chị có thể thuật lại cái câu chuyện đó như thế nào không? Đúng rồi, có thầy kia là nói chị là... Chị giấu tên giùm em nha, không... Chị không có quên tên, chị không có nhớ. Là điện kêu là cúng bông hoa, rồi cúng con gà mà không có con gà mà nó con kê. Rồi mắt chị về là phải cắt cổ ên, chứ không mua ở chợ. Cái chị nào cắt đâu cắt cổ gà con mình. Kêu chị cắt cổ hả? Kêu chị cắt cổ mới được, mà giái cắt con kê cúng cho con mình như vậy đó. Là của quyền là bên họ Tô, là cúng cho bên họ Tô đó, phải mình chị phải cắt cổ. Cái chị nói như nào thì mình đâu có cắt đâu, thôi giờ cắt con mình mà kệ đi. Cái chị rồi nào, chị cắt luôn. Chị cắt luôn chứ giờ làm sao? Cái mà phải bản thân của chị bản cắt. Bản thân cổ. Chị cắt mới được. Trời. Cái chị mới cắt cái cúng xong cái giá kêu giá trong vòng 3 ngày. Tú nó khỏe mạnh lại thì cúng heo quay. Trả lễ. Vậy chị mới cúng ngoài đó rồi cúng bàn rồi cúng bàn bàn này cái cây ở ngoài trời thì cúng con gà mà không cho kêu con gà mà kêu bằng con kê. Cái ba ngày trong vòng 3 ngày đó là nói hết đó, cúng heo quay. Cái chị mới nói thì không hết chị cũng không điện luôn. Cái bệnh mới điện nữa. Điện nữa. Cái chị mới nói là Tú nó không có biến chuyển miếng nào hết trơn á, nó không có cái gì mà thấy khác thường hết trơn á. Cái nói á, thôi bây giờ là lúc đầu là người ta đòi cúng heo quay. Mà tại vì thấy chị không có tiền là gì đó, hoàn cảnh khó khăn gì đó, kêu cúng con kê chứ người ta đòi heo quay. Cúng đó là cúng cho ai chị? Cúng cho dạng binh minh, dòng họ Tô. Là họ bên Tú. Nhưng mà người ta coi là người ta thấy vậy hay sao? Người ta coi người ta thấy vậy đó. Chị có hỏi lại rằng tại sao phải ép chị đi sát sanh không? Không, chị không biết, chị không dám hỏi luôn. Chị cũng không hỏi nữa. Kêu chị phải cắt con gà mới được. Chị có hỏi sống. Chị có hỏi rằng là nhà chị không có tiền thì tiền đâu để mà cúng heo quay không? Thì đó, có chị có nói. Cái ông thầy mới nói là như kiểu cúng heo quay giờ là có 3 triệu mấy thôi. Với trái cây rồi đồ bông hoa rồi kia nọ đó cũng xém 4 triệu thôi. Cái chị mới nói như kiểu vậy, gia đình không có tiền, giờ có nhiều lo trong túi hết trơn rồi gì đó. Chị không có tiền, rồi mấy ngày nay không có điện nữa. Không có điện nữa. Chị cũng không có điện luôn nữa. Chị có nói thử là sao anh không vận động giùm em, anh gửi tiền cho anh để em mua heo quay em cúng. Chị không nói, chị không hỏi, chị không dám hỏi đâu, dễ gì. Chị sao vậy? Chị sợ hả? Chị ngại lắm. Con mình vậy á, ai có như kiểu anh có chút tình á thì thương thì cho chút đỉnh này, chứ không chị không có dám hỏi gì tới ai vậy. Chị không dám hỏi. Thật chị ra... nói thật ra là cúng con chị là giá gì vậy đó, có khả năng chị cúng cái gì cúng. Còn khả năng chị không có là chị nói như kiểu cúng heo quay biết hết không? Cái ông thầy ông nói là cúng thì phải hết á, đừng có nói cúng thử, cúng thiệt chứ đừng nói cúng thử. Còn nói chị vậy đó. Ông thầy cũng nói vậy hả? Ông thầy nói vậy. Ông nói Tú bị về tâm linh. Tâm linh. Phải cúng con gà trước, giảm thì cúng con heo quay. Chứ cái ổng xin không hết á, thế mấy ngày sau ổng nói là theo lẽ lần đầu tiên là nó đòi con heo quay chứ không phải con gà. Mà tại vì cúng con gà tao không có chịu. Khi chị nói là không có tiền cúng thì anh đó nói sao? Anh đó nói thì xém 4 triệu chứ không có nhiều. Chị có nói là nhà mình đang ở trong cái khu này là khu nghĩa địa không có tiền không? Có, chị nói không có tiền. Chị nói không có tiền, chị cũng có nói làm cảnh gì đó. Không có tiền gì đó, thuốc men em gì đó, này kia nọ gì đó. Mà ông thầy cũng không nói là như kiểu cho tiền mình này kia nọ cúng giúp chứ không có. Có em gái ở nước ngoài nữa. Em gái là người đó, người chị của ông thầy đó. Là ở Đài Loan. Điện trực tiếp cho chị luôn. Thật ra thì em thì vẫn tin vào cái việc tâm linh. Tâm linh là nó hiện hữu trong cuộc sống. Có những cái căn bệnh nó liên quan đến tâm linh thật sự. Và nó giống như là một phép màu vậy. Và em tin vào điều đó. Nhưng ở cái câu chuyện của mình á, nó không phải là tâm linh nữa, mà có gì đó nó là sự mê tín. Mê tín gì đó. Khi mà thầy kêu như vậy đó, thì lúc đó em biết chị là một người yếu thế vì con mình bị bệnh. Ai chỉ cúng gì thì cũng đó, chỉ mong sao là Tú hết bệnh thôi, đúng không? Hồi đó giờ chị không có sát sanh, đúng không? Không, nhưng mà mua chỉ mình mua chợ, mình mua dạng, chứ mình đâu có cắt cổ gì đâu. Chị có nghĩ rằng là mình khi mà mình cắt cổ là mình có tạo nghiệp hơn không? Chị cũng nghĩ vậy, chị trong bụng chị nói sao trời ơi, hồi đó giờ không có cắt mà không có phải, chị phải cắt mới được. Tại vì giá cho con mình phải cắt mới được, chứ không có mua gà chợ được. Nói gì á? Chị phải cắt.
Chứ gì về với nói anh ông thầy mất cắt chỗ gà cúng vô Tú mới được. Chứ mua ở chợ là người ta không có chịu. Rồi anh thích rồi sao? Thì ổng không phải chịu cúng cho con ổng, ổng chịu ổng không có nói đâu dễ gì. Hồi đó giờ từ hồi đó giờ thấy là ai kêu chị cúng cái gì chị cũng cúng. Đợt này là cũng hay quay là chị không có cúng. Kêu gì cúng cái nấy, kêu gì cúng cái nấy. Trong cái bối cảnh gia đình như thế này, kiếm 1 triệu đồng thôi cũng rất là khó, không phải chuyện đơn giản. Để mà kiếm 4 triệu đồng á, thì để cúng cho Tú hết bệnh á, thì gia đình cũng có thể cố gắng được. Nhưng phải vay mượn từ nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ như cúng không hết á, thì bệnh không hết, rồi con heo quay đó, rồi tiền bạc nợ nần rồi như thế nào. Có phải là kiểu là nợ là chồng nợ mà con mình nó lại không hết bệnh, thậm chí là cắt cổ gà thì nó lại mang thêm cái nghiệp sát sanh nữa. Chị biết á, mà làm cho con mình như thầy nói gì mình mới bắt buộc mình mới làm. Nhưng mà ở trong cái tình thế là muốn con mình khỏe lại thì bắt buộc chị dứa phải làm cái công việc đó. Mấy ngày qua thì cúng có thấy bớt hơn không? Cũng vậy. Em thấy vẫn còn giống vậy thôi. Giống vậy thôi mà cái đêm á tự nhiên chở bệnh lại gì hết hồn. Và em có nghe được rằng là có một ông thầy muốn xuống bấm huyệt cho Tú. Đúng không chị? Mai xuống bấm huyệt cho Tú. Đó là một điều rất là hay. Tại vì đôi khi việc chân tay của chú Tú á, cử động không được thì bấm huyệt, nhằm khi nó đã thông mạch máu. Là cho thông mạch máu. Đúng rồi. Thì máu nó chạy đều hơn, có thể đi đứng được. Đó là một điều rất là hay. Còn cái việc mà đang tay chân đang cử động khó khăn mà cúng mà hết bệnh á, thì người ta không có đi bác sĩ đi làm cái gì. Đúng rồi. Chị mới nói là chị nói với ông thầy mà nói muốn bấm huyệt á, chị nói bây giờ thầy xin là tên anh không mà chứ không có cái bằng thầy, nói là vợ bấm cho ông Tú, giờ nó ngồi nó chơi điện thoại, nó bấm điện thoại nó ngồi, chỉ nó bóc nó ăn được thôi, còn cái chuyện đi đứng nó lâu quá nó cứng cơ thì từ từ mình sẽ trị từ từ, nó yêu cầu giảm tới là này nó giảm nè. Cái chị mới nói gì đó mừng dữ lắm, mừng dữ trời lắm. Ông thầy đó có hù rằng là nếu như mà Tú mà không cúng thì bên Vân Âm sẽ lấy mạng đúng không? Đúng rồi, cúng ha, không cúng là chết. Ông thầy bên cúng heo quay á, đúng rồi. Đúng nói rồi. Nói chị mới nhớ, nói là cúng ra không cúng là chết đó, bắt chết. Bắt chết. Nghe cái câu đó chị cảm thấy là mình rất là lo lắng đúng không? Sợ cái đêm đó là chị sợ dữ, chị kêu ổng vô, ông ơi con mình sao kỳ quá trời luôn, tự nhiên nó giật nó vô tùm lum hết trơn á, nó giật cái bằng nó lia chia làm vụ lắm, chị run chàng ơi hết hồn hết vía. Qua cái sự việc đó thì chị có nhận ra được rằng là đó là điều không có thiệt không? Đó, chị có nhận ra vậy đó, rồi tới giờ không có điện kia luôn. Và chị có muốn nói lời nào gửi gắm đến cộng đồng mạng không? Chị nói gì bây giờ? Chị cũng không biết đường nói. Chị đâu. Là người kiểu là ở trong cái tình thế này rồi gặp thầy vậy cũng không, em còn... không hết. Chị có muốn gửi lời nào không? Nói không? Mọi chị người thức tỉnh mọi không? Mọi người á, như đừng có chăng cái tâm linh gì như kiểu đúng là tâm linh thì mình cúng, còn này không phải thầy, bệnh là bệnh di truyền nhiều người lắm. Chị quên nữa, chị có nói với ông thầy đó rằng là gia đình mình bị di truyền không? Có, chị nói đủ hết trơn. Chị đi bác sĩ chị cũng vẫn nói để cho bác sĩ nó điều trị cho con mình, người ta theo dõi á, người ta chị con mình chị không có giấu. Chị không có giấu. Rồi ông thầy bấm huyệt thì chị nói là nghiên Tú nghiên chị đó, ổng mới nói mấy ngày nay là Tú có chở bệnh lại không, cái chị mới nói là mấy đêm nay nó có chở bệnh lên một đêm. Mà ông thầy cũng nói tới ông đi xuống ông bấm ha, là ngưng cho ông Tú uống thuốc bởi vừa một buổi gì đó, rồi ông cho ông xem mạch nó coi thử đi nó làm sao, là ông cho ông điều trị rồi hả uống thuốc. Như kiểu ngưng buổi sáng nó diện chút gì đó cho ông làm bệnh rồi xong đi, rồi ông bắt mạch nó coi mạch nó nhảy làm sao rồi hả cho em uống thuốc. Ông kêu chị đợi gì đó. Và em mong một phép màu nào đó cũng có duyên lành là thầy sẽ tìm đến tới đây để trị bệnh cho Tú đó. Và em mong rằng một phép màu nào đó hữu duyên thì Tú có duyên với thầy để mà thầy có thể bấm huyệt cho hết bệnh cho Tú. Vì theo khoa học á, thì việc bấm huyệt nó giúp cho mạch máu dễ dàng lưu thông, để cho cơ thể có thể chạy, máu nó chạy đều cơ thể. Đúng và không? Có thể việc di chuyển được dễ dàng hơn. Cái đó là phải có một cái liệu trình và thời gian trị bệnh nó phải lâu dài đúng rồi, chứ không phải là một ngày một bữa. Ông nói xuống đây 3 ngày. Ông bấm cho Tú bớt liền, thấy Tú nó bớt là mình biết liền chứ gì. Là phải đi lên chảnh, là ông sắp xếp trên gia đình ông chảnh cho mình đi chảnh, chị nằm chảnh chị bệnh cho Tú luôn. Mà cậu chị chịu thì ông xuống, còn không chịu là ông không có xuống. Ông như ông gì đi giả tràng gì đó, như không ông không có xuống. Ông nói gì đó, ông nói chị gì miễn đồng ý thì
ổng xuống. Ừ. Đồng ý đó thì anh Tú bớt đi theo ổng thì ổng xuống. Rồi. Thì ổng chị á. Ở đây mọi người thương á là thương vì cái tuổi đời của Tú còn quá nhỏ. Hay là con gái đang cái tuổi xưng thì nữa mà. Bây giờ thì giống như chẳng khác nào là một đứa trẻ lên ba. Mọi sự đều nhờ chị Dứa săn sóc hết à. Từ cái việc ăn uống, tắm rửa, vệ sinh thì một mình tay của chị Dứa, nên ở cộng đồng mạng rất là quan tâm về cái hoàn cảnh của Tú. Và cũng rất là nhiều người họ đã rơi nước mắt khi mà gặp Tú như vậy. Mọi người như lúc nãy thì Bùi Hồ có chia sẻ một cái hình ảnh về cách đây Tú, cách đây hơn 2 năm về trước á, khi căn bệnh chưa trở nặng á, thì Tú có thể ngồi được nè, có thể đi được, lết lết được đúng không chị? Nó lết được. Ừ. Nó lết ra ngoài được. Ừ. Rồi cái bô để nó cái nó lết cho tiểu được. Ừ. Chứ nó đi thì nó sợ té, nó không có đi. Nó lết được, điện thoại bấm được, chỉnh đâu được bình thường, coi tiếng chỉnh được bình thường luôn. Là lúc có chị đi làm đó, cha thì bán cái số, chị làm gần đó, chị mới gửi trên mẹ đó, cái thùng xe ngoài trước đó, chị bỏ nó vô thùng xe, chị chở đi đó. Rồi mấy ngày nay là gia đình mình làm cái công việc gì sinh sống, anh Dứa, anh thích có bán số không? Anh thích mấy ngày nay chuyện biển đi chia luôn. Ủa sao ạ? À? Ông bị thuộc cái áp quá chàng luôn, hàng chi ông lưỡi bị lộn. Mày cái lũng lũng lưỡi. Lũng lỗ quá hết trơn, nó lưỡi ông. Không thơ. Rồi thêm cảm sổ mũi nữa. Ừ. Rồi cái điên chạy bác sĩ đo là thuộc áp quá trời chuyện biển. Chuyện biển vàng dính. Luôn. Bắt đầu tiền dính. Chai 300 ngàn. Biến ổng đi bệnh viện. Chuyền mấy ngày? Chuyền hết 2 ngày, 1 ngày chích. Hết nhiêu tiền? Hết 680 ngàn. Đây. Ổng có đường không đó? Chính anh già rồi, không có ai á mà. Rồi bây giờ là gia đình mình hôm trước là em trao tiền, gia đình mình còn được nhiều không? Còn được dạ, mấy triệu. Còn được mấy triệu còn hả? Được đâu gần 6 triệu. Như... đâu dám xài đâu cưng. Cha con nó dám xài chứ. Nó dám mà cái lụng cái lưỡi ra là không được. Nó lụng cái lưỡi luôn á. Đang hút thuốc nữa. Cái miễn ổng đi làm bệnh viện thì không ai nuôi. Ừ. Ổng nằm viện thì không có tiền thiệt mà không ai nuôi ổng. Chị mất gì đây sao nuôi. Ừ. Không có nuôi được. Rồi chị mới chở ông lên nằm chuyện biển, cái mượn nhỏ em thứ ba. Cái dám mày coi, cái lỗ luôn. Mày coi cháu giùm chén chút xíu rồi. Thì nó cũng coi vậy đó. Rồi đi nhảnh coi ổng chuyện biển tới giờ không điện. Bà mượn bác sĩ điện về cho em rước. Trong cái gia đình nhỏ như thế này nè, chỉ có 3 thành viên thôi nhưng mà 3 người đều bệnh hết á. Tú với lại cha của mình á thì bệnh giống nhau, còn chị Dứa thì nhiều căn bệnh ở trong gan, nhiều chứng bệnh lắm. Nhiều chứng bệnh ở trong cơ thể lắm. Thành nữ là coi như là gia đình thì gần như là mất sức lao động hết 2/3 rồi. Hơn 2/3 rồi, chỉ còn chị thì ở nhà chăm sóc cho Tú nữa, nên thành nữ là cũng đâu có lao động gì ra tiền đâu mọi người. Thành nữ là Bùi Hồ cũng sẽ tiếp tục để số điện thoại cũng như là số tài khoản của chị Dứa để mọi người có thể chung tay ủng hộ hơn ha. Đây là một trong những cái hoàn cảnh mà Bùi Hồ nghĩ rằng á đáng giúp nhất luôn á. Mọi người có thể chung tay, của ít lòng nhiều thì có thể giúp cho chị. Chị có thể đọc lại cái số điện thoại của chị không? 0839 0839 255 401. Ngày mai đây thì khi mà thầy xuống thì em sẽ xuống lại quay chia sẻ đơn giản là để xem cách thầy trị bệnh, rồi có những người lại cần được giúp đỡ thì có thể liên hệ với thầy được. Chị cũng nói đó, chị nói vòng vòng đây có ai lại bị gì đó cho người ta lại bấm là mình làm phước cho người ta. Đúng rồi. Rồi ổng xin lỡ lại chị mới hỏi mẹ cho ở chảnh đi. Ừ. Nhà chảnh mẹ thì gọng có nên mẹ ở, mẹ mới nằm viện về nữa. Rồi có nên mẹ ở là thôi mẹ cho thầy ở chảnh đi. Chảnh cho người ta bấm được trong túi. Hôm nay nhà mình ăn cơm với gì? Sáng chị mua miếng thịt chị kìa, mới ăn cơm đập, chị mới rửa chén ở tay chị mới ướt á. Hết nhiều tiền? Đâu 6,000 gì đó. Dạ hả? Sao mấy ngàn ăn đi? Mua nồi thịt, mua nồi cái gì? Nấu canh, sao để chua lợm hết trơn, gì không biết nữa. Ừ, để đồ chua, đúng là mới đổ bỏ hết trơn. Nấu canh hồi sáng hả? Nấu canh hồi chiều hôm qua, mà chỉ để trong cái nồi điện nấu luôn nha. Không có không hút luôn nha. Sáng vẫn chua hả? Chua lợm. Ở đây là ưa vị thôi, mà cơm miết nhập. Cơm nấu sáng là chịu miết nhập. Có nghĩa là ý chị nói là mình hiểu rồi mọi người. Có nghĩa là chị ở đây nó có thể liên quan đến những cái phần âm về cái chuyện tâm linh. Anh ăn cái bớ cho ổng tô. Cái ổng nói chua, cái chị không tin. Chị nói ông này sao đâu có gì, là gì thử chị làm đâu hả? Nên chị phải thường xuyên thắp nhang.
thắp nhang chứ. Thắp nhang nhiều những cái phần mộ rồi đó. Mộ thì chị không có dám ra mộ gì đó. Hồi đó chị đi lên mộ chị cũng không dám bước lên gần. Không, chị cố gắng mình cứ sống thật. Thì mình tôn trọng mọi ở ông bà đây thì ông bà sẽ thương yêu mình. Chị cứ thắp nhang nó là phù hộ cho mình thôi. Mình đến với một cái tấm lòng chân tình đó thì người ta sẽ hiểu cho mình, nên chị cứ khấn vái thắp nhang bình thường. Đôi khi chị sợ nên người ta nghĩ những cái phần âm á, người ta sẽ nghĩ mình không có tôn trọng, không có thắp nhang. Thật ra nén hương á là cho sự ấm cúng hơn, nên chị cứ đã mình coi như là mình sống ở đây rồi thì mình cứ thắp nhang vòng vòng đi. Tin trời Phật và tấm chân tình của mình người ta sẽ hiểu. Thì cũng mong là thầy Bùi Hồ thì có sự tin tưởng về tâm linh và cũng như là hương hồn của những người quá cố, thì mong rằng là mọi duyên lành nó sẽ đến với gia đình của chị để ông bà đây có thể giúp cho chị vượt qua những cái thời gian khó khăn này. Và chị nên thắp nhang để tỏ lòng thành kính của mình nha, phải thắp nhang vòng vòng mấy cái phần mộ nữa để cho nắm cúng hơn. Không có gì đâu mà sợ, mình cứ tin tưởng là được. Chiều đóng cửa bích khủng. Mình thì kính trọng, mình kính trọng người ta thì người ta sẽ thương yêu mình, nên chị cứ tin vào điều đó. Hôm nay em đến đây thì hôm trước em có tặng cho mình chai dầu chưa? Chai dầu để đầu nằm nó sức nó ghiền dầu dữ lắm. Còn chưa? Còn hả? Em tưởng nó thôi, bây giờ mình tặng thêm một chai nữa này của chú Kevin Trần nè. Tặng cho mình thêm một chai nữa đi. Hôm trước tặng rồi đúng không? Rồi. Hôm nay thêm một chai dầu lắm, cha con ghiền dầu dữ lắm. Yeah. Để đầu nằm tối nó vô chét đầu, nó chét đây, chét đây. Ừ. Còn bụng thì đâu dám xức dầu này, sao hết, xức dầu bù là. Vậy hả? Đâu rồi. Đâu lấy chai dầu coi dầu còn nhiều. Chai dầu kia kìa, còn nhiều không? Đâu rồi con? Đâu rồi, chai dầu của mình đâu rồi? Đây, xức đầu không à? À, cũng còn nhiều. Đầu nhưng mà tại vì em gỡ thêm là lý do là em thì thường lâu xuống á, nên là nữ là chị cứ sử dụng đi. Bụng thì sức rồi là đâu có dám sức này chị... Sức này mau hết lắm, uổng. Thấy dầu của Mỹ sức mau hết, uổng. Bởi vì nó sức đây nè, nó sức đây nè, tối vô phải sức cho nó. Nó ghiền dữ lắm. Vậy hả? Nó ghiền dầu. Hay còn chị... bụng thì lý do là sức này không dám sức dễ gì. Sức đó cho con là sức đây đâu gì đâu con là biết rồi. Sức đây chỉ anh, sức đây phải không, đây con hả? Biết rồi. Tối nó sức. Tối là ngủ sức gì đó, nó ghiền dầu. Ghiền dầu không dám sức luôn trời. Dầu không dám sức chưa Hà Tiễn? Cái sức đi không gì đâu, em còn ở đây mà. Hết thì em sẽ gửi thêm, tại vì cô chú cũng gửi cho em cũng nhiều. Nên là nữ gửi những cái hoàn cảnh như thế này là hợp lý. Còn ngày mai đó thì em sẽ ghé lại ha. Rồi thì bây giờ hôm nay ghé đến đây để hỏi thăm tình hình cũng như chia sẻ cái đoạn clip về việc mà cúng để mà cho Tú hết bệnh, để cho mọi người có thể hiểu thêm những cái câu chuyện tâm linh. Thì mình luôn tin và nó hiện hữu, nhưng mình phải tin về tâm linh nó khác với mê tín dị đoan hoàn toàn ha chị ha. Còn bây giờ thì thôi, em chào chị, chào anh Thích với lại chào Tú, và chúc gia đình chị luôn có sức khỏe, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống ha.